đang chạy lại, Uber đang chạy lại. Rồi đầu câu lên rồi bắt mỗi bạn lên đó rồi đầu mới lôi nó cắt lên bờ luôn. Không biết lôi lên nổi không nha. Cho lôi lên bờ luôn rồi lên đó thay nhớt cái đồ. Không biết lôi lên nổi không nha. Này vô vụ mà này chết luôn à. Vô vụ không, cái này là tính ra một ngày à. Đi ra cái lúa lọc trời không. Phải không? Rồi thì gã ra rồi bịch nước. Sao đây là cái lâu quá trời, nó điện vô bây giờ mà đủ không? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi canh rồi chưa? Đâu nữa? Đậu đồ đó đó, đậu trong đó rồi chìm nó rút ra đó. Lấy bên đó rồi mới cơm dài ra. Đủ mà để đu kiểm tập luôn cũng cầu đâu mấy thằng mới cắt hay sao cẩn chúng ta cắt bữa trước coi có tay gì lấy ở đây mớ nó thì cơm dài cho mới đậu kia đâu được anh thấy sao đi lên được dạ chú á ngặt bây giờ qua không được nè cái gì súng nhau dân bốc giác kéo cái chẹt nó lên à. Rồi thì hồi sáng chìm nha các bạn, bây giờ anh em nhờ cái xe cuốn gom kéo vô rồi bây giờ anh em bắt đầu tát nước các bạn ơi. Đó thì cái này nó cũng thời gian nó rất là lâu, tát xong rồi vừa bơm nè anh em, mua tưa bơm 2-3 cái của tát nè thì nó nổi được cái lái lên các bạn ơi. Thì nói chung cái này thì nó còn đủ thứ nha, còn xả nhớt máy đồ làm máy sạch rồi mới chạy được các bạn, rất là khó khăn luôn á. Thì này đang ở ngã ba cây cồng, cái này thuộc Kiên Giang mà như là huyện An Biên hay gì các bạn. Xã này thì xã Xẻo Đước hay gì, cầu Xẻo Đước gì đó các bạn ơi. Thì hồi sáng nó chìm đâu khúc ngoài này, giữa sông ngoài này nè các bạn. Rồi máy cũng gom rồi kéo vô đó nè. Thì mình ở xa, mình xuống cũng chưa có được nha các bạn. Thì mới xuống tới thì mà anh đang tắt nước nè. Cái máy đời ủi chìm lúc luôn các bạn ơi. Rất là khó khăn luôn nha. Thì anh em nó lấy nồi chách rồi hao son đồ, thì nói chung là mạnh anh em mỗi người một mớ một tác các bạn ơi.
Đây, cái này là hao nè, mua tưa bơm nè. Thì cái này nó bị chặt cây rồi nó bị cắt nước ban đêm á anh em. Cực lắm. Đây chắc nó chủ máy rồi, chủ cò lúa rồi các bạn. Thì máy này chắc bữa nay là không cắt được rồi. Mùa mơ á, mùa mơ cắt được nữa nha anh em. Thì tắt nước này chắc cũng độ lâu rồi. Anh em tao be cũng mua cao su gì tao be, không có cua be. Không có kéo máy lên bờ được nha anh em. Tắt cái này không biết chừng nào mới thấy luôn. Thì kéo cái bờ là cái dẹt cắn bờ rất là cắn rồi nè các bạn. Này thấy không? Nước đất nè, cắn rồi nè. Hai chiếc cũng gom á, buổi sớm. Hai. Đây hậu ngáo nè anh em. Đó. Hello anh em nha. Hậu ngáo cái này đi xuống miền Thứ với hậu ngáo nha anh em. Đủ má kêu đi dư xuống đây đi tới cầu cá lớn điện cái trăm cuốc gì đi rỉa gì không nghe máy quỳ à chứ. Người tắt với ta tới đồng dịch luôn mấy khô quá anh em ơi. Cái này tát xong rồi xả nhớt máy rồi sụp, nói chung là làm đủ thứ chuyện rồi thôi, hết nước trong máy rồi mới chạy lên bờ được anh em, mà bến lên không biết nằm chỗ nào luôn anh em. Đồng này cái này là chắc xẻo đứt các bạn, cái này xẻo đứt đi vô á, xả gì thì không biết, cái dẹt này nhỏ lắm. Ở trên bờ hồi sớm giờ mình không quay không được tại mình chạy xuống không kịp, anh em mình ở xa lắm. Cái này nó lúc với miền Khứ luôn các bạn ơi. Ở đây dẹt chìm thường xuyên luôn anh em. Đó, chìm sông nhỏ đỡ. Nồi hao rồi đủ thứ đồ để tát nè, anh này tát một cái nồi nè. Đó. Chào các bạn nha. Thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè, cái này là chữ Thái, còn này là dán hiêm, này là của anh em tên Thành Lĩ 67D1 tốc độ Hải Đỉnh. Cái này không thì